ngày 23 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Việt Tân, sinh năm 1963, ngụ tỉnh Tiền Giang và Bùi Huỳnh Bá Phước, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng là công chức hải quan chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội nhận hối lộ. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa, sinh năm 1976, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm thực hiện. Nhóm này với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco, thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO thuộc diện tạm nhập, tái xuất từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ Vũng Tàu, cảng Lotus để móc nối với các thuyền trưởng, máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài, cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên xà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Sài Gòn Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng phạm mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan. Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Trong đó có Lê Minh Thuận, sinh năm 1976, là quản lý tiêu thụ dầu buôn lậu. Nguyễn Huy Phương, sinh năm 1987, là nhân viên giao nhận công ty Sài Gòn Transco. Lê Tấn Hòa, sinh năm 1976, là đối tượng chủ mưu. Lê Văn Phước, sinh năm 1984, là giám đốc công ty Sài Gòn Transco. Hiện công an tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định.